Thưa quý vị, thưa các bạn, Việt Nam hiện đang là đối tác chiến lược hàng đầu của Nam Phi trong khu vực Đông Nam Á. Kim ngạch thương mại giữa Việt Nam và Nam Phi luôn dẫn đầu trong các quốc gia châu Phi. Vì vậy, Nam Phi có thể được coi là điển hình, điểm sáng trong quan hệ giữa Việt Nam với các nước châu lục này. Hai nước hiện đang quyết tâm tăng cường các hoạt động thương mại, đẩy mạnh giao thương nhằm sớm đạt được kỳ vọng 2 tỷ đô la Mỹ kim ngạch thương mại hai chiều. Theo thông tin từ Thương vụ Việt Nam tại Nam Phi, tổng kim ngạch thương mại giữa Việt Nam và Nam Phi đã có sự tăng trưởng mạnh. Nếu như năm 2007, tổng kim ngạch chỉ đạt 192 triệu đô la Mỹ thì đến năm 2017 đã tăng tới hơn 6 lần, đạt 1,2 tỷ đô la Mỹ. Các mặt hàng xuất khẩu chủ yếu của Việt Nam sang thị trường Nam Phi gồm điện thoại các loại, sản phẩm điện tử, gạo, hạt tiêu, cà phê, đồ gỗ và nhập khẩu chủ yếu từ Nam Phi các mặt hàng phục vụ cho ngành sản xuất công nghiệp như chất dẻo, nguyên vật liệu dệt may, da giày, hóa chất, kim loại thường, sắt thép, vân vân. Theo đánh giá của các cơ quan chức năng, mặc dù đã đạt được những kết quả tốt đẹp về nhiều mặt, nhưng quan hệ hợp tác kinh tế thương mại giữa Việt Nam và Nam Phi vẫn chưa tương xứng với tiềm năng và lợi thế của hai bên. Kim ngạch thương mại 2 triệu cho Nam Phi và Việt Nam thì nhìn vào con số ấy là có 1 tỷ, 1,2 tỷ thôi. Nhưng mà nhìn trong quá trình thì đây cũng là một sự phát triển đáng kể. Trước đó thì chỉ có khoảng độ 5, 7 năm trước ấy, thì có 200 triệu mà đến năm 13 là 1,1 tỷ rồi, như vậy là tăng gấp 5 lần. Và sắp tới với những sự hoạt động xúc tiến thương mại đầu tư giữa hai bên, với những chuyến thăm cấp cao mà chúng tôi hy vọng sẽ tiến hành diễn ra, với những cái hiệp định giữa hai bên mà sẽ ký kết thì sẽ thúc đẩy kinh tế thương mại đầu tư giữa hai bên còn lên cao hơn nữa, và hy vọng là lên không phải chỉ có 1,5 tỷ mà có thể lên 2 tỷ đến 3 tỷ trong vòng thời gian rất là ngắn thôi. Thương vụ Việt Nam tại Nam Phi cho rằng hiện nay tình trạng sụt giảm trong ngoại thương của Nam Phi do nhiều yếu tố tác động, trong đó không thể không nhắc đến những rào cản thương mại và phi thương mại của nước này. Bên cạnh đó, nguyên nhân dẫn đến hạn chế trong kết quả hợp tác kinh tế thương mại là hai bên vẫn còn thiếu thông tin về thị trường của nhau. Thương vụ, Đại sứ quán và cả Bộ Công Thương đều rất tích cực trong cái công tác chuyển thông tin về nhà cho doanh nghiệp. Thế nhưng cái phản hồi lại của doanh nghiệp cũng không được như mong đợi của chúng tôi. Chính vì cái công tác thiếu thông tin như vậy thì doanh nghiệp nhà gặp rất là nhiều cái lúng túng trong việc xuất khẩu hàng sang bên thị trường Nam Phi cũng như là các cái nước chung quanh Nam Phi. Về phía ngược lại thì người tiêu dùng cũng như là doanh nghiệp Nam Phi cũng chưa biết nhiều thông tin về các sản phẩm của Việt Nam. Doanh nghiệp Việt Nam thì thường không khảo sát, không xác minh, hoặc là trong quá trình đàm phán, ngay cả yếu tố ngoại ngữ của những doanh nghiệp ở nhà cũng khá yếu, kiến thức trong thương mại quốc tế cũng khá yếu, thế nên là trong quá trình giao dịch thì thường sơ hở. Theo cơ quan thương vụ Việt Nam tại Nam Phi, có một số ngành hàng nông thủy sản như gạo, cá tra, ba sa hay tôm là thế mạnh của Việt Nam thì lại không phù hợp với thị hiếu của người dân Nam Phi. Mặt hàng da giày và dệt may cũng là thế mạnh của Việt Nam thì lại có chính sách bảo hộ sản xuất trong nước. Do vậy, đây cũng là một khó khăn khách quan. Bên cạnh đó, khoảng cách cũng là một hạn chế đối với thương mại của hai bên. Để nâng cao kim ngạch thương mại song phương giữa Việt Nam và Nam Phi, doanh nghiệp hai nước cần chủ động tích cực hơn nữa để tìm kiếm, trao đổi thông tin, tăng cường kết nối để hiểu rõ hơn về sản phẩm, thị trường của nhau. Cái tiềm năng của gạo Việt Nam sang Trung Đông và Châu Phi thì có, nhưng mà để khai thác hết thì chúng ta còn cố gắng rất là nhiều. Hiện nay theo tôi được biết thì cái thị trường Châu Phi là chủ yếu các doanh nghiệp, các công ty đa quốc gia là họ chi phối, tại vì họ có hệ thống ở bên đấy, họ mua những cái lô hàng lớn, họ nhập về, họ có đối tác, họ có hệ thống phân phối, họ bán trực tiếp. Các doanh nghiệp Việt Nam rất khó có thể thực hiện điều đó. Nhận thức được những khó khăn còn tồn tại trong quan hệ thương mại Việt Nam-Nam Phi, Bộ Công Thương Việt Nam và Bộ Công Thương Nam Phi đã thiết lập cơ chế làm việc chính thức như tổ chức định kỳ các kỳ họp tiểu ban thương mại hỗn hợp giữa hai nước nhằm tạo ra khuôn khổ pháp lý trong trao đổi, thảo luận những khó khăn, hạn chế, những rào cản và đề xuất giải pháp nhằm phát triển quan hệ thương mại giữa hai nước. Bên cạnh đó, việc thúc đẩy ký kết các bản ghi nhớ như bản ghi nhớ về hợp tác khoáng sản giữa hai nước cũng là một trong những sách lược nhằm tạo điều kiện cho những ngành hàng, mặt hàng đặc thù có thể trao đổi giữa hai nước. Nhân kỷ niệm 25 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao hai nước, ngay trong tháng 6 năm 2018, Đại sứ quán và Thương vụ Việt Nam tại Nam Phi đã phối hợp với Chính phủ Nam Phi tổ chức hội chợ xúc tiến thương mại đầu tư nước ngoài tại châu Phi. Bộ Công Thương cùng các doanh nghiệp Việt Nam tham dự hội chợ này. Đây là cơ hội đẩy mạnh hơn nữa quan hệ hợp tác thương mại giữa hai nước trong thời gian tới.